chào tất cả các bạn. Mình là Minh Thúy, huấn luyện viên của Livan Sport. Trong các clip trước đây của Livan thì Thúy đã hướng dẫn các bạn tập với máy, tập với tạ, nhưng chúng ta vẫn chưa tập luyện với quả bóng chuyên dụng này đúng không? Vậy thì trong buổi tập ngày hôm nay, Thúy sẽ hướng dẫn các bạn tập luyện với quả bóng chuyên dụng này để có thể tăng thêm hiệu quả tập luyện. Mỗi động tác chúng ta sẽ chỉ có 30 giây thôi, nên các bạn đừng ăn bớt thời gian tập của Thúy nha. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu tập luyện nhé. Động tác 1, V pass. Các bạn nằm ngửa, tay ôm bóng chuyền sang chân. Chân hất bóng lại tạo góc chữ V. Lặp lại động tác cho hết 30 giây. Động tác 2, left left. Giữ nguyên tư thế chuẩn bị như trên, hai chân kẹp bóng, nâng chân lên xuống, tay xuôi thân, chống nhẹ đỡ cho phần lưng. Chú ý không cong lưng các bạn nhé. Động tác 3, hamstring press. Các bạn lật người lại, nằm sấp, tay tì trước mặt, hai chân kẹp bóng, chân vuông góc nâng lên cao. 30 giây các bạn nhé. Động tác này sẽ rất tốt cho vòng 3 đấy. Động tác 4, hamstring press, stretch legs. Giữ nguyên thân trên, các bạn duỗi chân hạ xuống, không co vuông góc nữa. Giữ chắc bóng và nâng lên xuống nào. Các bạn cố lên. 3, 2, 1, ok. Động tác 5 và 6. Các bạn hãy nghiêng người nào. Ôm bóng sang bên hông, tay giữ bóng. Chân trái quỳ gối, vuông góc tì vào bóng. Chân phải duỗi thẳng, đá lên, hạ xuống. Cố lên nào. Đổi bên, các bạn tập đủ 30 giây nhé. Các bạn có thấy mỏi không ạ? Động tác này tác động rất tốt lên phần cơ mông, chân và hai bên eo nữa. Sắp xong rồi, các bạn cố lên nào. 3, 2, 1. Động tác 7, hamstring curl. Các bạn lật người, nằm ngửa, tay chống hai bên thân. Nâng hẳn thân rời khỏi mặt đất, chân đặt trên bóng, di bóng ra vào, gần chạm mông. Các bạn hãy cố gắng khéo léo nào, giữ thẳng từ đùi đến vai nhé. Các bạn hãy cố 30 giây nào. Động tác 8, glute bridge. Các bạn để hai chân co vuông góc, đặt trên bóng. Giữ bóng yên một chỗ. Nào bây giờ thì hãy nhấc mông lên nào. Các bạn đã thấy mỏi chưa ạ? Hãy cố lên nào. Chúng ta còn 3 giây nữa thôi. 3, 2, 1. Động tác 9 và 10, butt kicks. Các bạn hãy xoay người trở về tư thế chống đẩy. Một chân tì trên bóng, chân còn lại đưa lên cao rồi hạ xuống. Các bạn hãy lặp lại động tác này 30 giây. Rồi bây giờ chúng ta hãy đổi chân nào. Tiếp tục 30 giây các bạn nhé. Vậy là chúng ta vừa kết thúc 10 động tác với 5 phút tập luyện vô cùng hiệu quả rồi đúng không nào? Các bạn hãy cố gắng tập luyện những động tác này trong vòng 1 tuần để có thể thấy được sự thay đổi rõ rệt nhé. Những động tác này sẽ giúp đốt mỡ thừa cực kỳ nhanh, cũng như là để hoàn thiện body cho các bạn. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ Thúy cũng như là Livan Sport nhé. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại.